Sau khi mình đến sở lưu trú DVV, mình đăng ký thông tin thì 7 tuần họ có kết quả, họ gửi vào email và nhắn tin cho mình. Và hôm nay thì mình bắt đầu lên policy để mình làm cái Phoenix ID. Rồi, mình đã có cái thẻ Phoenix ID của mình rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc sống tại quốc gia hạnh phúc. Đây, hôm nay thì hai cha con với vợ lên trên chỗ policy ở phía sau mình đó để làm cái căn cước công dân sau khi mình đã có được cái Phoenix ID. Còn cô thì cái thẻ thường trú dân mà trước khi qua Phần Lan ở bên Việt Nam mình nhận được thì nó lại không có cái số đó xưa đi, nên hôm nay cũng phải lên trình diện để mà nó cấp lại cho bé cái số ID đó. Đây là cái văn phòng của policy. Ở phía trước nó có một cái lá cờ và một thanh kiếm hình con sư tử. Bây giờ hai cha con quẹo vô đây con. Mình sẽ vào đây để mà mình làm cái thẻ Phoenix ID. Bước vào bên trong, nhìn bên tay trái á, các bạn sẽ thấy cái máy này và mình nhấn cái nút đầu tiên ở bên trên để lấy số chờ. Nếu như mà các bạn không có book được lịch online á, thì mình phải dùng cái số chờ này để người ta gọi mình vô làm việc. Còn nếu như mà mình book được online thì cứ tới ngày tới giờ mình lên đây thôi các bạn, người ta sẽ gọi tên. Hiện tại á, mình thấy là gia đình mình được box số 18. Và hôm nay thì mình thấy là có khoảng 4 phòng đang làm việc. Bây giờ thì họ đang làm việc tới số 15 rồi. Nên là mình sẽ ngồi chờ ở đây. 17 rồi, rồi mình 18 rồi, vô phòng này. Mình vào trong làm khoảng 10 phút thì họ đã làm xong cho mình cái thẻ Phoenix ID rồi. Đây là cái hóa đơn mà họ thu mình chi phí là 60 euro để làm cái thẻ Phoenix ID. Trong vòng 6 đến 12 ngày thì họ sẽ nhắn tin vào số điện thoại di động cho mình. Khi đó thì mình sẽ lên đây và mình bấm số 1 để vào trong cái phòng dịch vụ và mình nhận cái thẻ ID của mình. Như vậy thôi là xong rồi. Và đây là cái bảng mà đánh giá sự hài lòng và chất lượng của cảnh sát ở bên đây. Thì chúng ta cảm thấy là happy hay là nhanh nhẹn thì chúng ta cứ bấm vào nút xanh thôi. Và mình bấm vào cái nội dung mà mình cần muốn đánh giá. Sau đó thì mình nhấn OK thôi. Như vậy là xong rồi. Thì ở bên đây họ làm cũng rất là nhanh lẹ, không có cần phải mất quá nhiều thời gian. Giờ nhà mình đã làm xong rồi nè các bạn, chỉ mất khoảng 30 đến 40 phút thôi là đã hoàn tất hết cho cả nhà mình rồi. Bây giờ mình về nha. Rồi thì mình đã làm xong cái thẻ rồi, chỉ mất có khoảng 10 phút để làm và 30 phút để chờ đợi thôi. Thì mình chỉ cần mình mang theo passport, thẻ resident permit và ảnh 64. Thẻ 60 euro thì vào đó với những tấm hình 64 của mình nữa. Từ không quá 6 tháng thì mình cứ đem lên đó hay là mình nộp cho họ. Rồi ký tên vô tờ giấy, sau đó ký tên vô cái bản điện ký tên vô cái bản điện tử gì đó. Các bạn ấy về họ chuyển cái chữ ký của mình lên trên cái file luôn và họ in ra trên cái giấy. Vậy là xong thôi, mất 10 phút là mình đã có thể làm được một căn cước công dân rồi, không cần lăn tay hay làm gì nữa hết. Đối với trường hợp của con mình á, là trên cái thẻ Resident Permit của con á, không có cái số ID, Personal ID. Thì sau khi mà gia đình mình làm cái thủ tục đăng ký địa chỉ ở DVV á, họ đã cấp một cái số mới cho con mình ở Phần Lan. Và bên policy á, họ nói rằng á, là mình có thể dùng cái thẻ cũ, thẻ mà bị miss cái số personal ID á, và cái số vừa mới được cấp để sử dụng tất cả các dịch vụ ở Phần Lan như là một cái thẻ bình thường cho con nít ở đây. Mình không cần phải làm một cái thẻ mới. Và sang năm khi mà mình gia hạn lại cái resident permit cho con á, thì cái số này sẽ được in lại trên cái thẻ mới này. Cho nên hiện tại á, là mình không phải làm gì thêm nữa hết á. Và gia đình mình như vậy là đã xong cái việc mà đi đăng ký Phoenix ID tại Phần Lan. Sau khi về nhà được 6 ngày á, thì có một bên họ nhắn tin cho mình với cái nội dung như thế này. Thì mình bây giờ mình sẽ copy cái nội dung này, mình bỏ vào Google Dịch để cùng mọi người cùng xem coi họ nói gì cho mình nha. Đây, tài liệu giấy phép của bạn đã đến được cái đồn cảnh sát ở cái địa chỉ là như thế này. Có nghĩa là đúng 6 ngày thì mình nhận được tin nhắn này, là buổi sáng thì buổi trưa là mình lên trên đồn cảnh sát để mình lấy.
bên cục cảnh sát police họ đã có gửi cho mình một cái thông tin là giấy tờ thủ tục của bạn đã được gửi đến cục cảnh sát. Thì mình đi làm cho khoảng nay được một tuần thôi, thì bây giờ nó đã có cái thẻ Phoenix ID rồi. Khi có thẻ Phoenix ID rồi thì mình sẽ làm được thẻ ngân hàng, rồi đăng ký được keo la để mà hỗ trợ thất nghiệp và trợ phí cho con của mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô nha. Và bây giờ thì mình mở hai cái lớp cửa này để mình đi vào bên trong. Việc đầu tiên thì mình sẽ bấm vào cái máy lấy số ở đầu tiên này để mình lấy số, và hiện tại mình đã lấy trước rồi, đó là số 28. Mà sau khi lấy số xong thì có những hàng ghế đây nè, thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta đợi và số nó sẽ hiển thị ở trên cái cửa phòng. Đây số mình là số 28, còn ở trên bảng bạn thấy là đang là 26, chỉ còn hai số nữa là tới mình thôi. Nó cũng rất là nhanh mà không có mất nhiều thời gian, tại vì ở bên đây họ cũng ít người chứ không có nhiều người. Rồi mình chỉ cần mang theo một cái resident permit, một cái hộ chiếu là mình có thể vào để mình lấy được rồi. Và họ không cần yêu cầu mình ký hay là ghi cái gì vào nữa, họ chỉ cần kiểm tra và họ đưa cho mình. Rồi cuối cùng mình đã lấy được cái thẻ Phoenix ID, nó giống như căn cước công dân của mình vậy đó, để mình làm những cái thủ tục gì ở trong cái đất nước Phần Lan này. Còn cái thẻ resident permit của mình là giống như là hộ chiếu visa của mình đó. Vì thì bây giờ thì mình sẽ cùng cả nhà để đi về nha. Rồi mình đã có cái thẻ Phoenix ID của mình rồi, bây giờ mình và cả nhà sẽ cùng đi về thôi. Thì mọi người nhìn thấy đây nè, 3:30 chiều mà bầu trời nó như thế này nè. Cả tuần nay thì mình cũng chưa có thấy tia nắng nào hết. Mùa đông bên Phần Lan nó là như thế này. Rồi thôi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người những cái thủ tục về hành chính ở bên đây, để mà mọi người qua đây rồi biết cái cách làm như thế nào đỡ bị bỡ ngỡ. Mình có hỏi ở bên policy á, thì họ nói là trẻ em không cần làm Phoenix ID, tại vì tất cả các thủ tục á, đều đứng trên cái số Phoenix ID của ba mẹ để mà giám hộ bảo hộ cho các trẻ em. Cho nên là các bạn chỉ cần làm cái Phoenix ID của người lớn thôi, để mất 60 euro cho một người. Ở đây họ giữ nguyên trạng hết những cục đá nè, mọi người nhìn thấy không? Đó, nó đơn sơ, nó rất là hay luôn. Đây, những cái tảng đá ở một cái khu vực nhà ở hơi xa thành phố một xíu, xa trung tâm khoảng 5-7 cây số. Rất là yên bình luôn. Bấm like, subscribe để theo dõi kênh nhé.